MC Cát Tường hiếm hoi đăng ảnh diện áo cô dâu ngày xưa, dân mạng mạnh dạn đoán là ảnh cưới. Cát Tường được nhiều khán giả biết đến là diễn viên MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cô từng để lại dấu ấn qua những vai diễn. Trong những bộ phim như Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí, Cát Tường còn được yêu mến khi đảm nhận vai trò MC trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Sau 6 năm gắn bó với Bạn Muốn Hẹn Hò, bà mối Cát Tường đã rời khỏi vị trí MC vào hồi tháng 5 năm 2019. Sau khi rút khỏi vai bà mối trong Bạn Muốn Hẹn Hò, không ít người hâm mộ tò mò về cuộc sống và chuyện tình cảm hiện tại của Cát Tường. Tuy nhiên, theo Cát Tường chia sẻ trên trang cá nhân thì cuộc sống hiện tại của cô khá thoải mái và ổn định. Ít phút trước, Cát Tường bất ngờ chia sẻ hai bức ảnh ngày xưa trong trang phục cô dâu khiến ai cũng đoán đấy chính là ảnh cưới, điều ít khi được Cát Tường hé lộ trước đây. Sáng nay mở mắt, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, vén màn nhìn ra xóm vắng tanh, nằm đọc tin tức, nhắn tin thăm hỏi một số người thân quen, có chút buồn chút lo nhưng vẫn giữ năng lượng tích cực. Cố lên nhé Sài Gòn, riêng mình có thời gian ở nhà bên gia đình, ôn lại chuyện xưa đã may mắn và hạnh phúc hơn bao nhiêu người, cầu nguyện. Cô viết vào sáng đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh sau đợt giãn cách xã hội tiếp theo. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp nghệ sĩ và cư dân mạng không ngớt lời khen cho nhan sắc của MC Bạn Muốn Hẹn Hò. Không ít người mong ngóng Cát Tường sẽ làm cô dâu lần nữa trong tương lai. Về chuyện tình cảm, sau mối tình giang dở cùng người chồng đầu tiên, Cát Tường chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân lo cho con gái. Sau hơn 10 năm làm mẹ đơn thân, Cát Tường từng gây chú ý khi công khai hẹn hò cùng tình trẻ kém 13 tuổi. Những tưởng đã tìm được hạnh phúc, nhưng sau 2 năm hẹn hò, Cát Tường chia sẻ là đã chia tay. Theo đó, Cát Tường từng cho biết rằng rào cản tuổi tác chính là điều khó vượt qua nhất trong tình yêu. Vì vậy, dù là bà mối quốc dân, nhưng cô vẫn chẳng thể mai mối cho chính bản thân mình.